Chiếc áo tân binh của LeBron James được bán với giá kỷ lục. Là siêu sao bóng rổ và cũng là vận động viên tên tuổi hàng đầu thế giới, mọi thứ liên quan tới LeBron James đều được định giá một cách khác biệt. Trong đó, những món đồ lưu niệm liên quan tới tên tuổi của The King cũng phải mất rất nhiều tiền, người hâm mộ mới có thể sở hữu chúng. Đầu năm nay, một kỷ lục mới đã được thiết lập với tấm thẻ LeBron James được bán với giá 900.000 USD. Ít ngày tới, chiếc áo tân binh của The King cũng trở thành chiếc áo đắt nhất lịch sử bóng rổ. TMZ tiết lộ chiếc áo đầu tiên của LeBron James mặc tại NBA sẽ được đấu giá và dự kiến thu về 630.300 USD, tương đương với gần 15 tỷ đồng. Ở tuổi 18, LeBron đã mặc nó vào ngày 7 tháng 11 năm 2003 trong trận đấu gặp Indiana Pacers. Ở trận đấu đó, LeBron ghi được 25 điểm, 5 rebound, 3 kiến tạo. Thế nhưng, màn trình diễn ấn tượng của anh là không đủ để giúp Cleveland Cavaliers giành thắng lợi trước Pacers. Trải qua 17 năm, chiếc áo số 23 đó đã đi vào lịch sử NBA để minh chứng cho sự vĩ đại của LeBron James trong suốt 17 năm chinh chiến tại giải bóng rổ hấp dẫn nhất hành tinh. Ngoài áo đấu và tấm thẻ, giới sưu tầm cũng khao khát có được tấm huy chương vô địch NBA lần đầu tiên của LeBron James. Với một vật phẩm như vậy, chắc chắn số tiền bỏ ra để sở hữu nó sẽ không hề nhỏ.